Mến chào các em, học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Chúng ta đã tìm hiểu về các đồ dùng điện như là đèn huỳnh quang, bàn là điện, quạt điện. Thì ở mỗi cái bài á, thì để cho các em biết được công suất định mức của các đồ dùng điện. Vậy thì công suất định mức nó có ý nghĩa gì đối với các đồ dùng điện? Nó cho biết được mức độ tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện. Vậy thì làm sao để tính toán được điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện? Để biết được thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài số 49, tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình. Có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện. Nội dung thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Và thứ ba là báo cáo thực hành. Tìm hiểu phần 1 la mã điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện. Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện được tính bằng công thức như sau: A bằng B nhân T. Trong đó A là điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong thời gian T, đơn vị là watt giờ hoặc là kilowatt nhân giờ. B là công suất của các đồ dùng điện, đơn vị là watt hoặc là kilowatt. Thì cái phần công suất này á, chúng ta thấy ở cái phần số liệu kỹ thuật ở mỗi đồ dùng điện đó các em. T là thời gian làm việc của đồ dùng điện, đơn vị là giờ. Dựa vào công thức tính A bằng B nhân T, chúng ta sẽ làm cái ví dụ như sau. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn huỳnh quang có công suất là 40W trong lớp học. Biết rằng mỗi ngày chúng ta sử dụng đèn huỳnh quang 4 giờ. Và trong lớp học mình thì có 10 bóng đèn. Rồi chúng ta sẽ tính như sau. Áp dụng công thức tính A bằng B nhân T. B là 40W, thời gian là 4 giờ. Các em sẽ ra được là 160W nhân giờ. Lưu ý, đây là điện năng tiêu thụ của một bóng đèn. Vì để tính điện năng tiêu thụ của 10 bóng đèn thì lớp sẽ làm bằng cách nào ạ? Điện năng tiêu thụ của 10 bóng đèn sẽ bằng 10 nhân cho công suất nhân cho thời gian, sẽ ra là 1600W giờ. Và nếu các em đổi đơn vị về kWh giờ thì sẽ là 1,6 kWh giờ. Các em sẽ ghi nội dung này vào tập ha các em ha. Tìm hiểu nội dung thứ hai, tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Có 4 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng trang 169 sách giáo khoa. Cô mời lớp mở sách giáo khoa trang 169. Bước thứ hai, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày. Một ngày thì chúng ta sử dụng 10 đồ dùng điện. Bước thứ ba, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một tháng có 30 ngày. Giả sử các ngày có mức tiêu thụ điện giống nhau. Và cuối cùng, tính tiền điện phải trả trong một tháng. Biết rằng 1 kWh bằng 1650 Việt Nam đồng. Kilowatt giờ thì bình thường chúng ta vẫn quen gọi là ký điện đó lớp ơi. Rồi các em sẽ ghi 2 la mã vào vở ha, 3 la mã báo cáo thực hành. Chúng ta sẽ trình bày cái bài thực hành này theo mẫu như sau. Đây là bảng ở trang 169 sách giáo khoa. Điện năng tiêu thụ các đồ dùng điện trong ngày. Người ta cho các em biết được đèn sợi đốt công suất 60W, số lượng 2 bóng đèn, thời gian sử dụng trong ngày 2 giờ. Yêu cầu tính điện năng tiêu thụ trong ngày A. Vậy thì lớp sẽ lấy là công suất nhân cho thời gian nhân cho số lượng, sẽ là 60 nhân 2 nhân 2, sẽ tính ra được điện năng tiêu thụ trong ngày của đèn sợi đốt. Tương tự với đèn huỳnh quang, lớp sẽ lấy là công suất 45 nhân cho số lượng là 8 nhân cho thời gian sử dụng trong ngày là 4. Các em sẽ có được điện năng tiêu thụ trong ngày của đèn huỳnh quang.
Và tương tự đối với các đồ dùng điện còn lại thì lớp sẽ làm được cái bảng này. Sau khi đã làm yêu cầu thứ nhất xong rồi thì chúng ta tiếp tục yêu cầu thứ hai. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày. Một ngày thì sử dụng 10 đồ dùng điện. Và điện năng của từng đồ dùng điện thì lớp đã tính được rồi. Về tính điện năng tiêu thụ của 10 đồ dùng điện, lớp sẽ làm phép tính gì? Chúng ta sẽ làm phép tính cộng ha các em ha. Các em sẽ lấy điện năng tiêu thụ của đèn sợi đốt cộng với điện năng tiêu thụ của đèn quỳnh quang cộng với điện năng tiêu thụ của quạt bàn, tương tự với 7 đồ dùng điện còn lại cộng số. Các em sẽ thể hiện phép tính ra. Sau đó sẽ có được điện năng tiêu thụ trong ngày của 10 đồ dùng điện. Yêu cầu thứ 3, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong tháng có 30 ngày. Giả sử các ngày có mức tiêu thụ điện giống nhau. Vậy điện năng tiêu thụ của ngày lớp đã tính rồi. Sau đó lớp sẽ tính điện năng tiêu thụ của tháng. Tháng có 30 ngày thì lớp sẽ làm phép tính. Đó là phép tính nhân. Các em sẽ lấy điện năng tiêu thụ của ngày nhân cho 30 sẽ ra được điện năng tiêu thụ của tháng. Bước thứ tư, yêu cầu thứ tư, tính tiền điện phải trả trong một tháng 30 ngày. Một, biết rằng là 1 kWh sẽ bằng 1.650 Việt Nam đồng. Cô sẽ hướng dẫn câu 4 ha. Cô sẽ hướng dẫn câu 4. Tính tiền điện của các đồ dùng điện trong một tháng. Biết rằng 1 kWh bằng 1.650 Việt Nam đồng. Giả sử câu 3, đáp án các tìm được là 300.000 Watt giờ. Thì lưu ý ở đây người ta cho mình 1 kWh bằng 1.650 Việt Nam đồng thì các em phải đổi về đơn vị là kWh. Vậy để đổi về kWh thì các em nhìn nè. 1 kWh bằng 1.000 Watt giờ. Vậy từ đơn vị Watt giờ đổi về kWh chúng ta sẽ chia cho 1.000. 300.000 Watt giờ đổi ra sẽ là bằng 300 kWh. 1 kWh bằng 1.650 Việt Nam đồng. Vậy thì 300 kWh sẽ tính ra được bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ làm phép tính, đó là phép nhân. Về phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các em sẽ viết bài vào vở. Yêu cầu thứ hai là học sinh sẽ làm bài thực hành trên trang web của trường. Các em lên trang web của trường, sau đó sẽ có một cái link và chúng ta sẽ làm bài trực tuyến trên đó. Sau khi các em làm bài xong thì em sẽ biết được là em làm được mấy điểm. Và cô có một lời khuyên cho các em là các em nên xem trước cái bài ở trang 169, rồi chúng ta dùng giấy nhát chúng ta tính ra ha các em. Và sau đó chúng ta hãy lên trên trang web làm cho nó nhanh. Cô mong các em sẽ làm bài đạt điểm cao. Cô mến chào các em.